Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: huấn luyện viên Mai Đức Chung nói gì sau thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam? Sau trận thua trên sân Merchant Park tại Napier, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết toàn bộ đội cần phải cải thiện những điểm yếu, bởi các đối thủ ở World Cup có trình độ cao hơn New Zealand rất là nhiều. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn sau thất bại 0-2 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ New Zealand ở trận giao hữu trước thềm World Cup và chung kết nữ 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói như thế này: "Tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự động tác vật lý vẫn còn quá nặng nề, chưa thanh thoát." Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu: "Tôi phải điều chỉnh để các cầu thủ phải nhanh hơn, các động tác xử lý phải tốc độ hơn, khả năng chuyền bóng chưa tốt cần phải khắc phục." Tuy nhiên, nhà cầm quân 72 tuổi cho biết ông hài lòng về các thể lực của các cầu thủ mình. Nhận xét về đội tuyển nữ của New Zealand, ông Chung nói: "New Zealand đang khát khao giành chiến thắng trước vòng chung kết ở bóng đá nữ thế giới bắt đầu. Họ chơi áp sát, sẵn sàng va chạm quyết liệt và tận dụng các góc để vây ra những tình huống nguy hiểm để luồn bóng. Đây là một tập thể khá đồng đều, không thiên về bất cứ cá nhân nào cả." Trong trận đấu này, hai bàn thua mà đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận đều diễn ra trong hiệp 1 sau các pha dứt điểm của Jimmy Bott ở phút 17 và Chao Wee Han phút 44. Ở hiệp 1, chúng ta có phần bỡ ngỡ nên để New Zealand có hai bàn thắng khá đơn giản. Hàng hậu vệ không theo sát đối phương nên dẫn đến bàn thua, ông Chung cho biết. Cùng với huấn luyện viên Mai Đức Chung, Thanh Nhã cho biết vấn đề thời tiết phần nào đã ảnh hưởng đến cầu thủ của Việt Nam. "Trời lạnh khiến chúng tôi chơi bóng không được mềm dẻo như mong đợi, tay chân nó lạnh quá. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ thích nghi được khí hậu nơi đây và có thể làm các động tác tốt hơn", Thanh Nhã bày tỏ. Bên kiến chiến mà phía trên, việc đánh bại tỷ số mà 2-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển New Zealand đã có được chiến thắng đầu tay sau khi trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp gây thất vọng là 8 thua mà 2 hòa. Huấn luyện viên Jika Kanwa của đội tuyển nữ New Zealand khẳng định chiến thắng của đội tuyển Việt Nam rất là quan trọng, tạo nên niềm tin để các cầu thủ New Zealand tự tin hướng tới mà chung kết World Cup nữ nè. Màn chạm trán đối đầu với đội tuyển Việt Nam cũng là trận cuối cùng của đội tuyển New Zealand trên hành trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái đẹp. Nói chung thì Việt Nam chúng ta mà thăng nhiệt nó đâu có được giống như là những người bên New Zealand đâu, nhưng mà các cầu thủ chơi như vậy là cũng quá tuyệt vời rồi. Phần hiệp 1 có hơi bỡ ngỡ nha, nhưng qua hiệp 2 thấy không, đấu đá vô được trái nào nữa, dễ gì mà vô được.